Xin chào các bạn, mình là Nam Zoom. Mình đang trên tay chiếc S2 Ultra sách tay của nhà mạng T-Mobile Mỹ nhá. Thì mình đã vừa đi nạp cái ROM Combine cho nó để mình tiến hành mình unlock SIM nhá. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục quá trình mình unlock SIM cái con S2 Mỹ này, S2 Ultra Mỹ này. Khi chưa unlock thì lắp SIM nó sẽ báo không hợp lệ như thế này. Đây thì mình đã unlock xong trên ROM Combine nhá. Đây các bạn nhìn thấy nó đã nhận SIM 4G có mạng này nhá. Bây giờ tiếp theo mình sẽ cho nó về ROM bình thường. Ok thì mình đang chạy Odin cho nó về ROM gốc nhá. Con này nó đã chạy bản U4 mới nhất nhá, là Android 14, và hiện nay cái phiên bản này nó không cho hạ về cái phiên bản thấp hơn nhé. Bên em còn nhận unlock SIM cho nhiều cái dòng Samsung khác nhé, hoặc là iPhone, Samsung, Sony, Oppo, sách tay Nhật, vân vân, hoặc các nước khác nhé. Đối với các dòng Mỹ này thì unlock giá nó cũng rát đấy, chứ cũng không phải là rẻ đâu nhé. Đấy, thì các bác có nhu cầu thì tìm đoàn áp Zoom trên Google sẽ ra thông tin về bên em. Ok thì mình đã áp xong dòng gốc của nó nhé, và mình đã active vào trong nhé. Mình cho bạn xem giới thiệu này. Đây con này hiện nay là phiên bản mới nhất nhá, U4 nhá, Android 14. Đấy mình vẫn unlock ok. Mình sẽ gọi điện thử cho bạn xem này. Và bên mình có nhận làm online cho em thợ cửa hàng nhá. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ bên mình. Mình sẽ báo giá tốt nhất ở thời điểm mà anh em liên hệ nhá. Ok. Đây là thông tin bên em nhá. Số điện thoại duy nhất em sử dụng là 0969410192. Các bác có thể ấn cái số này vào Zalo và chat qua cho em nhé. Xin cảm ơn, xin chào các bác.